Phần cuối của nguyên tắc 6, nguyên tắc nền tảng. Chính sách kế thừa là yếu tố cản trở lãnh đạo. Việt Nam đã trở thành một cuộc chiến. Ngay từ khi Tổng thống Kennedy và Bộ trưởng Quốc phòng Robert McNamara bắt đầu lãnh đạo Nhà Trắng tháng 1 năm 1961, Việt Nam đã là khu vực xung đột và chiến tranh trong vài thập niên trước đó. Mỹ đã tham chiến từ giữa những năm 1955 khi Tổng thống Eisenhower gửi một nhóm nhỏ tới Việt Nam làm nhiệm vụ cố vấn quốc phòng. Khi Kennedy trúng cử tổng thống, ông đã tiếp tục chính sách của người tiền nhiệm. Thời gian trôi qua, Mỹ càng lún sâu vào cuộc chiến. Trước khi cuộc chiến kết thúc, hơn nửa triệu binh lính Mỹ đã đến tham chiến ở Việt Nam. Nếu bạn còn nhớ những năm chiến tranh ở Việt Nam, bạn sẽ rất ngạc nhiên về mức độ Mỹ đã ủng hộ, đầu tư cho cuộc chiến tranh mạnh đến mức nào, thông qua số quân gửi sang ngày càng tăng cùng số lượng binh sĩ Mỹ bỏ mạng. Tin tưởng trước, ủng hộ sau. Nhưng sự ủng hộ đó đã không kéo dài, cuộc chiến tranh Việt Nam đã và đang cần xử lý cấp bách. Trên tất cả, những nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn tiếp tục cuộc chiến, thậm chí sau khi họ đã nhận ra rằng họ không thể chiến thắng. Nhưng sự sai lầm tồi tệ nhất mà chính phủ Johnson và McNamara đã làm là họ đã dối trá nhân dân Mỹ. Chính vì vậy, họ đã phá vỡ nguyên tắc nền tảng và điều đó đã hủy hoại hoàn toàn vai trò lãnh đạo của chính quyền. Trong cuốn hồi ký của mình, McNamara đã hồi tưởng lại rằng ông đã nhiều lần cố gắng hạn chế tối đa sự mất mát của Mỹ và chỉ cho biết một nửa sự thật về cuộc chiến tranh Việt Nam. Ví dụ như ông đã nói, trong chuyến trở về Washington từ Sài Gòn ngày 21 tháng 12 năm 1963, tôi đã thiếu trung thực khi trả lời giới báo chí. Tôi đã nói, chúng tôi đã nhận thấy những kết quả của hoạt động của Việt Cộng đang phát triển nhanh chóng. Điều này đúng, nhưng tôi đã thêm vào, chúng tôi đã vạch ra những kế hoạch cho miền Nam Việt Nam và chúng ta có rất nhiều lý do để tin tưởng sự chiến thắng. Điều này là phóng đại. Khi đó, không ai nghi ngờ những phát biểu của McNamara bởi vì không có lý do để nghi ngờ lời nói của những nguyên thủ quốc gia. Nhưng sau đó, mọi người đã nhận ra giữa lời nói của ông ta và sự thật về cuộc chiến hoàn toàn không khớp nhau. Chính điều này đã làm cho người dân mất niềm tin vào họ. Những năm sau đó, McNamara đã thừa nhận những sai lầm của mình. Những người trong chính quyền Tổng thống Kennedy và chính quyền Tổng thống Johnson như chúng tôi đã tự ý tham gia các quyết định về Việt Nam. Đó là những vấn đề nguyên tắc và truyền thống của đất nước này. Chúng tôi đã quyết định dựa trên những giá trị đó. Xong, chúng tôi đã sai lầm, một sai lầm nghiêm trọng. Và sau đó, đã quá muộn. Rất nhiều người vẫn còn muốn tranh cãi về những lời thú nhận của McNamara cho dù đã hơn 30 năm trôi qua. Và với 58.000 mạng người, giờ đã là quá muộn. Cái giá cho cuộc chiến ở Việt Nam quá đắt. Vấn đề ở đây không chỉ được đo đếm bằng mạng sống của con người, mà còn là niềm tin của người dân Mỹ vào chính quyền đã bị xói mòn. Mọi người không còn sẵn sàng ủng hộ một chính quyền như vậy. Những người phản đối chiến tranh Việt Nam đã biểu tình và bạo loạn. Khủng hoảng xã hội xảy ra khắp nơi trên nước Mỹ. Kỷ nguyên ấy đã được bắt đầu bằng những hy vọng, lý tưởng do John F. Kennedy khởi đầu, rồi hoàn toàn kết thúc bằng lừa dối và hoài nghi do Richard Nixon đầu trò. Bất kể khi nào một nhà lãnh đạo không tuân thủ theo nguyên tắc nền tảng, họ sẽ phải trả giá bằng chính hoạt động lãnh đạo của mình. McNamara và Tổng thống Johnson đã đánh mất niềm tin của người dân Mỹ. Đó là hậu quả do hoạt động lãnh đạo của họ gây nên. Kết quả, McNamara đã từ chức ngoại trưởng, còn Johnson rút khỏi vũ đài chính trị. Ông ta nhận ra vấn đề của mình nên quyết định không ra tranh cử nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Nhưng tai tiếng về việc ông ta đã đánh mất niềm tin thì vẫn tồn tại dai dẳng. Cho đến tận hôm nay, người dân Mỹ vẫn hoài nghi về các chính khách và vẫn còn tiếp tục mất niềm tin. Không lãnh đạo nào vừa lấy mất niềm tin của mọi người lại vừa mong tiếp tục tạo ảnh hưởng tới họ. Niềm tin là nền tảng của lãnh đạo. Vi phạm nguyên tắc nền tảng cũng có nghĩa là bạn đã tự đẩy mình ra khỏi giới lãnh đạo. Chúng ta chuẩn bị nguyên tắc tiếp theo, đó là nguyên tắc tôn trọng. Mọi người tuân theo nhà lãnh đạo mạnh mẽ hơn mình.